quay á, cái quay tay này đúng không? Ừ. Đây, cái thanh gạt này này. Bây giờ mình lại lấy thông số là 11 chẳng hạn nhá. Đây cái tay quay này để lấy kích thước này. Ok. Là mình đưa sản phẩm vào này. Đây nó là nó chỉnh cái kích thước đó là 11cm rồi. Đây cái thanh chắn này lại để nó an toàn này. Thế là hai tay có hai cái lưỡi gạt này. Mình nghĩ xuống thôi là một nó có hai lưỡi dao, một lưỡi dao giữ và một lưỡi dao cắt này. Nhả ra này. Được. Ok. Đây là sản phẩm thừa này. Đây là sản phẩm cần thiết này. Đây là 11 này. Bao nhiêu cái nào mình xem là 11. Anh thấy xong rồi. Đây tắt máy đi rồi. Đây bật máy lên này. Bình thường nếu mà mình chưa quay hết cái thông số nó về mình này thì ra cái thước nó sẽ không nhận. Nên là mình sẽ quay hết này. Mình quay hết cái này về người này. Đấy. Thì nó sẽ lên này. Để tắt đi được rồi.